Năm 2023, nhà có người sinh tháng âm lịch này, cả gia đình đều hưởng phú quý, tài lộc, tiền bạc ồn ồn kéo về, tiêu bảy đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang số phận khác nhau, tùy từng thời điểm sinh ra mà sẽ quyết định cuộc đời bạn có sướng khổ thế nào. Không những thế, nó có liên quan đến vận mệnh của cả gia đình và những người thân thiết xung quanh. Theo tử vi bát tự, ngoài bạn thuộc con giáp nào thì tháng sinh âm lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của bạn mỗi người. Với những người được sinh vào những tháng âm lịch sau đây, họ được coi là bổ hộ mệnh của cả gia đình. Không chỉ mang lại may mắn và bình an cho cả gia đình, mà hậu vận của họ cũng sẽ được sống trong phú quý, của cải dư giả, tiêu mãi không hết. Đó là những tháng nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngày sau đây. Thưa quý vị, năm sinh 2023 theo âm lịch là năm Quý Mão, thiên can quý tương hợp với thiên can Mậu, tương xưng và hình với thiên can Đinh Kỷ, địa chi Mão, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu. Trước khi xét chi tiết đến từng tháng, ta cần chú ý đến từng mùa sinh trước. Năm 2023, Quý Mão mệnh kim bạch kim thì nên sinh vào mùa thu, tức là sinh các tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Nếu muốn đứa trẻ có vượng khí thật tốt thì sinh bé vào mùa thu là tháng 7 và tháng 9. Còn nếu sinh mùa xuân tháng 1, tháng 3 âm lịch, phạm phải lỗi sinh đó là hưu tù, khiến cuộc đời bị kìm hãm bởi những rắc rối xui xẻo, thị phi, không thăng tiến được cho bản thân. Mùa hạ tức tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, phạm phải lỗi rất nặng là tử. Sinh vào các ngày tháng này có số yểu mệnh, nhẹ thì đau ốm bệnh tật liên miên, nặng thì gặp họa mất mạng, đứng trước cửa tử. Nếu muốn đứa trẻ có vượng khí thật tốt thì sinh bé vào mùa thu là tháng 7 và tháng 9. Mùa đông tức tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, sinh vào mùa này phạm phải hưu, khiến đường tình duyên sau này bị trắc trở, không nhận được hạnh phúc hôn nhân. Xét về tháng sinh, chúng ta có thể lựa chọn vào các tháng sinh yếu tố kết hợp giữa tử vi và bát tự để xem xét tháng sinh nào phù hơn cho việc sinh em bé năm 2023. Theo tử vi thì ta có thể ăn các sao theo can, chi của năm sinh mà không cần đầy đủ năm tháng sinh, ngày giờ sinh của đương số. Cụ thể, các sao an theo chi vòng thái tuế, thiếu dương, tang môn, thiếu âm, quan phù, tử phù, tuế phá, long đức, bạch hổ, phúc đức, điếu khách, trực phù, thiên không, nguyệt đức, long trì, phượng cát, giải thần, thiên khốc, thiên hư, thiên mã, hoa cái, kiếp sát, cô thần, quả tú, phá toái, đào hoa, hồng loan và thiên hỷ. Các sao an theo can, lộc tồn, kình, đà, lưu niên văn tỉnh, quốc ấn, đường phù, khôi việt, quan phúc, lưu hà, thiên trù, triệt lộ không vong. An theo can chỉ kết hợp, ta biết Quý Mão thuộc tuần giáp ngọ nên tuần trung không vong sẽ đóng tại hai cung thìn và tỵ. Bây giờ chúng ta cùng đánh giá chi tiết tốt xấu qua từng tháng. Thứ nhất, sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giáp Dần. Ngũ hành thuộc thủy, trong khi năm Quý Mão có ngũ hành thuộc kim, sinh thủy, sức khỏe có thể không được tốt do bị hao lực, và theo bát tự thì tại Dần kim sẽ bị hưu tù. Với các thiên can ẩn tàng địa chi Dần là Giáp, Bính, Mậu thì các yếu tố xuất hiện trong tháng 1 sẽ là thương quan, chính tài và chính quan. Bên cạnh đó, những em bé sinh tháng Giáp Dần còn có kim dư, phúc tinh, vong thần, lưu hà. Những em bé sinh tháng 1 đa phần có vận số tốt, có tài chính, khá cần cù, tiết kiệm chắc chắn, thật thà, nhiệt tình và nghiêm túc. Tuy nhiên, rất có thể sẽ có những yếu tố manh động, không bền chí, cứng nhắc và bảo thủ. Sức khỏe có thể không tốt, thường phải cống hiến nhiều, nhưng kết quả đạt được thường không xưng ý toại lòng. 2. Sinh tháng 2, tháng Ất Mão. Theo bát tự thì tháng Ất Mão có thiên can ẩn tàng là Ất, ý chỉ về thực thần. Tháng 2 cũng là tháng có ngũ hành thuộc thủy, như vậy kim sinh thủy có thể cho thấy rằng các bé có thể là những người khá thông minh, hoạt bát nhưng hiếu thắng và thiếu kiềm chế và phải cho đi cống hiến nhiều và phải bỏ sức nhiều. Bên cạnh đó, tử vi tháng 2 của các bé sinh năm Quý Mão xuất hiện các sao như lưu niên văn tinh, thiên khôi, song hao, đại hao hoặc tiểu hao tại Mão, thái tuế, thiên khốc. Điều này càng cho thấy rằng các bé có khuynh hướng cô độc, khá cứng tính, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh về tiểu đường, tiêu hóa hoặc bị hao tài. Cũng có khả năng từ khi bé sinh ra đã hay khóc. Tuy nhiên các bé khá thông minh và khả năng học tập tốt.
Nếu mệnh tài quan nằm trong tam hợp hợi mão mùi thì các yếu tố trên càng phát huy mạnh mẽ. Các bé này phù hợp trong các lĩnh vực có tính kỷ luật cao như luật, quân sự, quản lý. Và các bé này có cuộc đời khá thăng trầm, tuy nhiên ngoài 40 tuổi thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. Sinh tháng 3, tháng Bính Thìn là tháng có ngũ hành thuộc thổ, thổ sinh kim. Bên cạnh đó có sự xuất hiện của các sao thiếu dương và thiên không, cho thấy các bé là những người có nhân hậu và có thể có sự giác ngộ tôn giáo, vì thế dễ gặp quý nhân trợ giúp. Theo bát tự thì tháng Bính Thìn có các thiên can ẩn tàng là Mậu, Ất và Quý, bao gồm các yếu tố như quan thực thần, tỷ hòa. Điều này cho thấy rằng các bạn ấy khá chính trực, có tinh thần trách nhiệm nhưng cũng là người hiếu thắng, bảo thủ, ít hòa nhập, dễ cô đơn. Vì thiên can địa chi của tháng Bính Thìn được coi là thiên khắc địa xung với năm Quý Mão, cho nên các bạn sinh trong tháng này sẽ gặp khá nhiều điều vất vả, cuộc sống và công việc nhiều trắc trở và khó khăn. Sinh tháng 4, tháng Đinh Tị, tháng này có ngũ hành thuộc thổ với các thiên can ẩn tàng là Bính, Mậu và Canh, thể hiện các yếu tố chính tài, quan, chính ấn. Bên cạnh đó, theo tử vi thì có các sao như Đường Phù, Thiên Việt, Thiên Môn, Thiên Phúc, Tang Môn, Thiên Mã, Cô Thần, Phá Toái, Tuần Trung Không Vong. Các bạn sinh vào tháng này sẽ đa phần bị hay suy nghĩ bởi các sao Tang Môn là sao chủ về cô đơn, khá thông minh hay phải bôn ba nhiều, thiếu ý chí và nghị lực. Lưu ý, do tam hợp có thiên mã ngộ kình đà nên các bạn này dễ gặp hạn liên quan đến xe cộ hoặc bị thương tích tay chân. Sinh tháng 5, tháng Mậu Ngọ, ngũ hành thuộc hỏa, khắc chế kim, vì thế những bạn nhỏ được sinh tháng này, tháng Mậu Ngọ, có thể ngay từ nhỏ đã bị khắc chế khiến thể trạng không được tốt và đường đời cũng nhiều lần bị khắc chế, khó phát huy được hết thế mạnh của bản thân. Trong bát tự của tháng Mậu Ngọ có sự xuất hiện của thiên can ẩn tàng là Đinh Kỷ, nói về yếu tố của thiên tài và sát. Bên cạnh đó, trong tử vi của em bé được sinh trong tháng 5 có sự xuất hiện của các sao như Thiên Quan, Thiếu Âm, Thiên Hỷ. Điều này cho thấy rằng các bạn đó sẽ là những người khá cung kính, lễ phép, biết nhường nhịn, có thể hay cười và biết cách tạo không khí vui vẻ cho người bên cạnh. Sinh tháng 6, tháng Kỷ Mùi, ngũ hành thuộc hỏa, khắc chế kim. Bên cạnh đó, thiên can ẩn tàng trong địa chi mùi là Kỷ, Đinh, Ất, nói về yếu tố sát, thiên tài, thực thần. Tuy là một tháng có ngũ hành thuộc hỏa, nhưng lại là tháng mà hỏa hóa thổ và thổ sinh kim, nên các bạn nhỏ được sinh trong tháng này được sự trợ lực để biến nguy thành an, do trong tử vi của tháng 6 có xuất hiện của các sao như sao Quan Phù, Hoa Cái, Long Trì, Phượng Các, Giải Thần. Đây là những sao nằm trong vòng thái tuế chủ về việc, tuy bị khắc chế nhưng vẫn luôn nhận được sự che chở của bề trên. Bên cạnh đó còn chỉ ra rằng những đứa trẻ này có ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, đặc biệt nếu là con gái thì sẽ được da rẻ hồng hào. Sinh tháng 7, tháng Canh Thân, ngũ hành thuộc mộc, tuy nhiên đây là thời điểm kim mạnh nhất. Bên cạnh đó, kim khắc mộc sinh tài, thiên can canh thuộc kim cũng sinh thủy, nên những bạn trẻ được sinh ra trong tháng này sẽ có sức khỏe ổn định, khá khỏe mạnh, dễ nuôi. Địa chi thân có thiên can ẩn là Canh, Nhâm Mậu nói về chính ẩn, kiếp tài và chính quan. Còn trong tử vi có các sao như Quốc Âm, Tử Phù và Kiếp Sát. Người sinh tháng này thường có chí khí lớn, đáng tin cậy, dễ dàng tạo nên sự nghiệp lớn. Thế nhưng lại khá liều lĩnh, mạo hiểm, nên có thể nói những bạn sinh trong tháng 7 âm lịch này có thể vừa có tiền, vừa có quyền lực trong tay. Sinh tháng 8, tháng Tân Dậu, ngũ hành thuộc mộc và địa chi Dậu có thiên can ẩn tàng là Tân thuộc kim, nên có thể hiện tại tháng này có yếu tố thiên ấn xuất hiện. Tử vi lại có các sao như sao Nguyệt Đức, Tuế Phá, Thiên Hư. Các em bé được sinh ra trong tháng này có sức khỏe tốt, tuy nhiên có thể dễ có những bệnh về răng miệng hoặc răng không được đẹp. Cuộc sống công việc cũng nhiều lần bị phá vỡ, nhưng do có yếu tố của Nguyệt Đức và Thiên Ấn nên các bé luôn có được sự bảo hộ che chở của bề trên. Sinh tháng 9, tháng Nhâm Tuất, ngũ hành thuộc thủy, nhưng đây là một tháng cuối cùng của mùa thu, khi này kim bắt đầu suy yếu để chuẩn bị nhường chỗ cho thủy, nên về cơ bản các bé sinh trong tháng này sức khỏe kém và dễ dàng gặp các bệnh về đường tiêu hóa. Địa chi tuất có các thiên can ẩn tàng là Mậu và Tân Đinh, thể hiện yếu tố liên quan đến chính quan, thiên ấn và thiên tài. Trong tử vi xuất hiện các sao như Thiên Trù, Long Đức, nên chủ về việc các bạn này có khiếu về ẩm thực và cũng có sự gia trì từ những nguồn năng lượng tích cực. Sinh tháng 10, tháng Quý Hợi, ngũ hành thuộc thủy có thiên can ẩn tàng là Nhâm Giáp, nói về kiếp tài, thương quan. Trong tử vi có sao Bạch Hổ,
Các em bé sinh năm 2023 sinh vào tháng này nằm trong tam hợp của Tuế Hổ Phù, nên đôi lúc phải đối mặt với những hiểm nguy nhưng cũng sẽ dễ dàng vượt qua và mọi việc được tốt đẹp nếu biết kiên trì. Sinh tháng 11 tháng Giáp Tý, ngũ hành thuộc kim có thiên can ẩn tàng là Quý Thủy, thể hiện yếu tố tỷ hòa, tử vi lại có đào hoa, hồng loan, phúc đức, thiên đức bác sĩ lộc tồn gặp tí gặp triệt lộ và không vong. Nên trong đời sẽ có kết giao nhiều, lộc tự thân nên không lo thiếu thốn, có điều tình duyên có thể sẽ không như ý, vận số kém may mắn, thường gặp phải thất bại trong làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua bởi có sự hỗ trợ của lộc tồn, phúc đức và thiên đức. Sinh tháng 12 tháng Ất Sửu, một tháng có ngũ hành thuộc kim với những thiên can ẩn tàng địa chi sửu là kỷ, quý và tân. Nói về các yếu tố về sát, tỷ hòa, thiên ấn, trong tử vi có các sao như điếu khách, quả tú, kinh dương, triệt lộ không vong. Tuổi Quý Mão sinh vào tháng này thường có vận số nghèo khổ, xung khắc cha mẹ, anh chị em trong nhà, dễ bị kẻ khác phá hoại, dễ ham vui mà quên tập trung phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp. Chính vì vậy, cần phải cẩn thận hơn khi kết giao bạn bè. Trên đây là tổng quan 12 tháng cho các bé sinh từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm 2023 sắp tới. Để biết rõ hơn, chi tiết hơn số phận của mỗi đương số, chúng ta cần có đầy đủ thông tin chính xác về ngày giờ, như vậy mới có thể ăn sao một cách đầy đủ và từ đó có thể đánh giá rõ nét hơn về số phận của một người. Thưa quý vị, trên đây, Phong Thủy Thuế Khoanh đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những tháng tốt nhất sinh con năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.